Thượng tá Ngô Minh An, Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao PC50 cho biết, thời gian gần đây tái xuất hiện việc các đối tượng gọi điện thoại tự xưng là nhân viên bưu chính viễn thông, thông báo nợ cước hoặc cán bộ công an viện kiểm sát thông báo tới người dân rằng họ có liên quan đến đường dây mua bán ma túy lớn, yêu cầu chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra. Do vậy, bản tin 141 ngày hôm nay muốn cảnh báo tới quý vị và các bạn về phương thức thủ đoạn lừa đảo này. Cái phương thức của chúng là đầu tiên là chúng gọi điện đến nói rằng là chúng ở bên viễn thông, cái số thuê bao của bác phải số này không. Thường chúng thực hiện vào cái giờ mà những người có công chức hay đi làm và nói rằng là bác đã bị các đối tượng lấy cái thông tin của bác mở một tài khoản và tài khoản đó đã được các đối tượng chuyển tiền vào của các đối tượng buôn bán ma túy, các đối tượng rửa tiền. Và để đảm bảo an toàn cho bác thì bác phải chuyển toàn bộ số tiền này sang tài khoản do chúng chỉ định. Thì do cái đây là chúng sử dụng cái phương thức gọi điện qua người ta gọi là VoIP. Đấy là gọi trên nền internet. Các số điện thoại gọi đến máy di động đều hiện những cái số nó đúng như cái số của các cơ quan pháp luật. Đâm ra khi người dân gọi từ máy cố định đến để kiểm tra lại thì đều xác nhận đấy là có số máy như thế và của cơ quan công an. Nhưng nếu nhìn kỹ trên các cái máy điện thoại di động thì đều có dấu cộng đằng trước. Chúng tôi muốn lưu ý người dân này. Thứ nhất là cơ quan công an, tòa án, viện kiểm sát không tiến hành điều tra qua điện thoại. Cái thứ hai, các cơ quan pháp luật không mở các tài khoản mang tên bất kể một cá nhân nào. Cái thứ ba nữa là đối với người dân khi hỏi về thông tin cá nhân mình như số căn cước công dân, số điện thoại cá nhân thì cần chú ý là không cung cấp. Đã có không ít người dân nhẹ dạ thiếu hiểu biết đã mắc bẫy lừa đảo tinh vi này với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Hy vọng rằng những thông tin cảnh báo của chúng tôi sẽ góp phần ngăn chặn loại tội phạm này.